Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo chúng con. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món đồ chơi thực tế ảo từ đèn pin này. Đèn pin bình thường nó màu trắng này, mình thay lít màu xanh vào. Ở đây mình úp một cái thìa vào. Nếu các bạn không có cái thìa màu trong này, các bạn dùng luôn bóng lít của nó cũng được. Chúng ta có thể úp lên nắp chai này. Các bạn có thể úp nắp chai xanh này, hoặc nắp chai đỏ này cũng được. Để sử dụng, các bạn tải cái bảng điều khiển của Devo này và hai game Star Wars Cantina Juicer này. Để tải cái bảng điều khiển ba game này, mình hướng dẫn các bạn ở đoạn sau. Về cái game này, nó sẽ phát hiện ánh sáng qua camera này. Khi bạn giơ cái đèn này ở trước đầu của nó sẽ nhận diện được chuyển động của cái đèn này và nó sẽ di chuyển thanh kiếm theo. Lúc các bạn chơi, các bạn nhớ để camera này nó hở ra. Mình sẽ thử này. Đưa sang bên này, về lại bên này, lên trên này, sang bên này. Các bạn cứ theo hướng nào, nó sẽ đi theo hướng đấy thôi. Các bạn tháo cái đèn pin này ra. Mình sẽ lấy cái mạch lít này, mình sẽ gỡ hết lít trắng đi. Bây giờ mình sẽ hàn lít xanh vào đây. Như vậy là mình hàn 9 lít xanh vào đây. Các bạn thay vào như vậy. Bây giờ mình sẽ hàn để mình lắp lại.
Tiếp theo các bạn lắp cái đèn của chúng ta lại. Các bạn cũng có thể dùng lít màu đỏ cũng được. Ở đây mình dùng lít màu xanh dương này. Tiếp theo bây giờ mình dùng một cái thìa này, nó gọi là cái muỗng, nó vừa mới cái này. Mình sẽ chụp vào đây. Chúng ta đã có một cái đèn này rồi. Mình sẽ bỏ cái này đi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tải cái bảng điều khiển video. Hình vài Google Play này. Các bạn sẽ gõ Vivo Control Panel này. Bây giờ mình sẽ cài đặt vào. Cài đặt xong các bạn sẽ mở nó lên. Mình dùng đèn màu xanh này. Nhưng ở chỗ này mình sẽ chọn blue này. Nếu các bạn dùng lít màu đỏ, chúng ta chọn lít này. Nhưng mình chọn blue. Các bạn save nó lại là được. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tải. Các bạn truy cập trang này. Các bạn vào trang vivovr.co này. Các bạn sẽ vào mục develop này. Ở đây có khá nhiều game để chúng ta lựa chọn. Với chiếc kiếm ánh sáng này, mình sẽ tải game Stargo này và Katana Joker này. Các bạn tải về máy là được. Hai game này các bạn tải xong cài đặt nó vào. Như vậy chúng ta đã hoàn thành một cái kiếm này rồi. Có thể chơi game chém hoa quả này và game Stargo của bên RevoVR này. Kính chào tạm biệt các con. Chúc các bạn thành công.